chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 18 tháng 1 năm 2023. Gần Tết, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng Bạc Liêu ổn định. Cụ thể, tôm thẻ size 30 con lớn 185.000 đồng. Size 30 con nhỏ có giá 180.000 đồng 1 kg. Size 40 con giá 150.000 đồng. Size 50 con có giá 126.000 đồng 1 kg. Size 60 con giá 110.000 đồng. Size 70 con có giá 105.000 đồng 1 kg. Size 80 con đang giá 100.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 87.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, giá tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh Bạc Liêu xu hướng giảm. Theo đó, tôm sú oxy size 20 con có giá 380.000 đồng 1 kg. Size 30 con giá 270.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng. Size 40 con đang có giá 180.000 đồng 1 kg. Size 50 con giá 130.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 60 con đang có giá 110.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.